đã đưa bé thai Lý Hạo Nam lên mặt đất. Lực lượng cứu hộ đã đưa được bé thai Lý Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ cột bê tông sâu 35m lên mặt đất, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Hơn 1 giờ sáng ngày 20 tháng 1, tức ngày 29 Tết, bé thai Lý Hạo Nam 10 tuổi, nạn nhân rơi xuống trụ cột bê tông sâu 35m đã được lực lượng đưa lên mặt đất, thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Cụ thể, trước thời điểm trên, hai chiến sĩ cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Tháp mang bình oxy được thả theo khung vách đá quanh ống trụ xuống độ sâu 24m để thực hiện các bước tìm kiếm đưa bé Hạo Nam lên. Sau khi tìm thấy bé Hạo Nam trong ống trụ, các lực lượng trên mặt đất đã hỗ trợ đưa hai chiến sĩ cứu hộ và bé lên. Ngay sau khi đưa Hạo Nam lên mặt đất, các lực lượng đã cùng gia đình thực hiện các thủ tục khâm liệm và bàn giao cho gia đình chăm lo hậu sự. Như vậy, sau 21 ngày kể từ khi bé Hạo Nam gặp nạn, các lực lượng đã đưa được bé về với gia đình. Trao đổi với phóng viên lúc 3 giờ 28 phút sáng 29 Tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, sau 21 ngày cứu nạn cứu hộ, các lực lượng đã phối hợp với sự chỉ đạo trực tiếp của chuyên gia từ bộ ngành về Đồng Tháp hỗ trợ tích cực. Đến 1 giờ 20 phút, bé thai Lý Hạo Nam đã được đưa lên mặt đất. Ông Đoàn Tấn Bửu nói và cho biết công tác cứu hộ đã kết thúc. Đây là nỗ lực quyết tâm trong suốt quá trình cứu nạn cứu hộ bé trai. Trong 21 ngày qua, các lực lượng đã phối hợp rất chặt chẽ. Đến nay, bé Hạo Nam đã được đưa lên, lực lượng pháp y khám nghiệm sau đó khâm liệm, cùng gia đình lo tang sự cho bé. Trước đó, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé trai thai Lý Hạo Nam cùng ba người bạn vào công trình cầu dọc sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Hạo Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Đến tối ngày 4 tháng 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin bé trai Hạo Nam đã tử vong. Sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương hội chẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan, từ đây lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thay đổi biện pháp từ cứu nạn sang tìm cách đưa bé trai lên để gia đình lo hậu sự, nhân lực, thiết bị, máy móc, thậm chí búa rung 180 kW từ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ. Vụ bé trai rơi xuống trụ cột bê tông sâu 35m, sắp sửa đưa Hạo Nam lên mặt đất. Lực lượng cứu hộ bé thai Lý Hạo Nam 10 tuổi bị rơi xuống trụ cột bê tông sâu 35m đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu trụ cột bê tông. Chiều ngày 17 tháng 1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ bé thai Lý Hạo Nam 10 tuổi bị rơi xuống trụ cột bê tông sâu 35m thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đào đến độ sâu 27m so với đầu trụ cột bê tông. Theo đó, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đào đến độ sâu 27m so với đầu trụ cột bê tông. Trong quá trình đào đã sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định thành vách. Song song đó, lực lượng cứu hộ tiến hành gia công hệ khung vỡ và hàn nối hai đoạn ống vách D2100. Mỗi đoạn ống dài 12m, cập nhật đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện hạ ống vách D2100 đã hàn dài 24m. Như vậy, công tác cứu hộ sắp đạt được kết quả cuối cùng sau 18 ngày kể từ ngày bé Hạo Nam gặp nạn. Dự kiến lực lượng cứu hộ sẽ cố gắng đưa bé Hạo Nam lên mặt đất trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Việt Nam 2022, Thành Thủy đã có chuyến đi trao quà cho trẻ em tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết, hai Hoa hậu còn gửi tặng những phần lì xì cho các em nhỏ với hy vọng các em sẽ có một cái Tết đầy đủ, ấm no bên gia đình. Chia sẻ với phóng viên, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cho biết cô và Hoa hậu Thanh Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà Tết cho gia đình bé thai Lý Hạo Nam. Khi nghe những lời chia sẻ từ mẹ của Hạo Nam, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã không kìm được nước mắt vì thương tiếc cho bé trai 10 tuổi. Sau khi rời căn nhà của bé thai Lý Hạo Nam, Hoa hậu Thiên Ân đã chia sẻ với phóng viên: "Về đến nhà sau chuyến đi này, tôi đã luôn suy nghĩ về những chia sẻ của mẹ và ba Hạo Nam. Chị kể chị vẫn chưa tin được chuyện đã xảy ra, chính quyền địa phương luôn cập nhật tình hình cho chị mỗi ngày, nhưng không ngày nào là chị không lo lắng. Tôi không dám hỏi nhiều vì sợ nhắc lại sẽ khơi lại nỗi đau của anh chị." Theo thông tin của chúng tôi nhận được, đến chiều ngày 17 tháng 1, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang chuẩn bị đưa đoạn thứ hai của trụ bê tông 35m, ba đoạn với hai mối nối mà bé thai Lý Hạo Nam, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt vào lên mặt đất. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn tiếp tục đào đất bằng gầu cạp để đưa đất lên mặt đất. Trong quá trình đào có sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách.
Dự kiến lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ đào được 25 đến 26 mét so với mặt đất. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng 3 người bạn đi vào công trình cầu dọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt sắt. Tuy nhiên bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ cột bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để triển khai nhiều phương án cứu hộ bé trai 10 tuổi. Như vậy là đã tròn 18 ngày kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra. Hy vọng rằng bé Hạo Nam sẽ được trở về với gia đình trước dịp Tết Nguyên Đán. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói gì về khó khăn trong giải cứu bé trai lọt xuống trụ cột bê tông? Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng các phương án cứu hộ bé trai lọt vào trụ cột bê tông đều dựa trên ý kiến chuyên gia và chưa từng có tiền lệ. Chiều ngày 16 tháng 1 tại buổi họp báo, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết công tác cứu hộ cứu nạn bé trai lọt xuống trụ cột bê tông sâu 35m vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực xuyên suốt 24 trên 24 giờ. Theo ông Nghĩa, đây là sự việc chưa từng có tiền lệ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ông Nghĩa chia sẻ, các phương án cứu hộ chúng tôi phải dựa vào ý kiến của chuyên gia. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu từng giải pháp để có những lựa chọn phù hợp. Khi sự việc vừa xảy ra, chúng ta nhìn vào có vẻ đơn giản, nhưng khi tiếp cận đúng bản chất của sự việc thì rất phức tạp, khó khăn. Bởi lẽ nhiều người chưa biết rõ các tầng đất nơi đó hay việc đưa các phương tiện đến nơi cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề là chúng ta phải hiểu đúng bản chất của sự việc để có cái nhìn thông cảm cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, đến chiều ngày 16 tháng 1, lực lượng tìm kiếm thi thể bé Thái Lý Hạo Nam, sinh năm 2012, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, vẫn đang tiếp tục đào đất bằng gầu cạp. Trong quá trình đào có sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định thành vách đến độ sâu 19m so với đầu trụ bê tông. Có tất cả 3 cọc bê tông, hiện còn 5m là đào đến đầu đốt cọc số 3. Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã cắt mối nối một và đưa một đoạn bê tông lên khỏi mặt đất, đồng thời bịt kín đầu cọc đoạn 2 để tránh trụ bị đổ nghiêng. Đã đưa được một đốt cọc dài 12m lên mặt đất. Rạng sáng ngày 16 tháng 1, đoạn thứ nhất trong ống cọc bê tông tại công trình cầu dọc Sen đã được tiến hành cưa cắt đưa lên mặt đất. Liên quan tới vụ việc cháu bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ cột bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được đốt cọc 1 dài 12m lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. Chia sẻ với phóng viên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổ điều hành tiếp tục đào đất bằng gầu cạp. Trong quá trình đào có sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách đến độ sâu âm 19m so với đầu cọc bê tông và còn 5m là đến đầu đốt cọc số 3. Do chiều dài tự do, đầu cọc lớn nên phải cắt mối nối 1 và đưa đốt 1 lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn 2 vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 để tránh cọc bị đổ nghiêng. Hiện đội cứu nạn đang tiếp tục đào đất bằng gầu cạp. Trong quá trình đào có sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định thành vách đến độ sâu âm 19m so với đầu cọc bê tông, còn khoảng 5m nữa là đến đầu cọc số 3. Như chúng tôi được biết, lực lượng chức năng tiếp tục đào đất trong hố móng để đạt độ sâu âm 23m tính từ đầu cọc bê tông, cách mối nối thứ 2 hay đầu cọc đốt 3 khoảng 1m. Sau đó, đội cứu nạn thực hiện đưa ống vách D2100 lên bờ để chuẩn bị cho công tác dung hạ xuống hố móng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đội gặp khó khăn khi đào sâu, lớp đất sét cứng, gầu cạp barret và gầu ngoạm thao tác kém hiệu quả, phải sử dụng thủ công. Công tác cắt đầu cọc cũng kéo dài với khoảng 1 tiếng trên một đầu cọc, nước ngập sâu. Hiện tại, lực lượng chức năng đang rút ngắn thời gian kéo cọc bê tông để sớm đưa thi thể bé về lo tang sự. Trước đây, việc cứu hộ giúp duy trì sự sống cho bé Nam. Nhưng lúc này, việc quan tâm nhất là đưa được bé Nam lên khỏi mặt đất theo cách nhanh nhất. Đến thời điểm hiện tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin, đội cứu hộ vẫn tiếp tục thực hiện trưng cầu ý kiến của chuyên gia cũng như các đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước để mong sớm kết thúc thời gian, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Dự kiến sau khi nhổ được ống cọc bê tông lên, lực lượng công binh của quân khu 9 sẽ tiến hành nội soi thăm dò để xác định vị trí, rồi tiến hành cưa cắt để đưa thi thể bé Nam ra ngoài. Đội công binh chia làm hai nhóm cùng làm, cùng rút ngắn thời gian. Được sự đồng ý của gia đình bé Hạo Nam, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành làm pháp y đại thể với thi thể. Kế đến, chính quyền sẽ hỗ trợ và cùng giúp đỡ gia đình bé Nam thực hiện những bước an táng cuối cùng.
Ông Bửu nói, đây là tình huống rất nặng nề và đau lòng. Vì em bé đã tử vong nên bằng mọi cách đơn vị sẽ phải đưa bé Nam lên được mặt đất để lo tang sự sớm cho em. Công trình cầu kênh dọc Sen nơi bé Nam rơi xuống thuộc gói thầu số 14 thi công cầu nên mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Liên doanh Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông TNT, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát. Đối với trách nhiệm của nhà thầu thi công cầu dọc Sen, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết đơn vị giám sát quản lý đã có nhắc nhở, yêu cầu trách nhiệm phải che chắn kỹ công trình. Chia sẻ với phóng viên, ông Bửu nói, đây là trường hợp hy hữu, bé Nam đi vào thời điểm có khe kẽ trong công trình, không ai phát hiện được. Khi để xảy ra tai nạn của bé Nam, trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công. Dưới sự tìm hiểu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đơn vị thi công đã che chắn, căng rào, gắn cảnh báo, đồng thời cử người quan sát. Ông Bửu nói, trách nhiệm cơ quan chuyên môn liên quan đến sự cố công trình sẽ được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cập nhật để giải quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian tới khi công trình tiếp diễn, địa phương phải kiểm soát được khâu an toàn.